đại biểu Phạm Văn Hòa của đoàn Đồng Tháp thì có nói lại câu chuyện sim rác. Thì đúng là tại diễn đàn này thì tôi nhận trách nhiệm cách đây 3 năm. Nhưng hồi đấy thì tôi cũng có nói là cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ra đời là một trong những cái biện pháp quan trọng để chúng ta giải quyết sim rác một cách triệt để, một cách căn bản. Trước khi mà cơ sở dữ liệu quốc gia mà vẫn đưa vào vận hành khai thác thì Bộ Thông tin Truyền thông đã làm rất mạnh mẽ một việc, tức là loại 22 triệu cái sim mà thông tin không đầy đủ. Tôi nói thực sự đấy là một cuộc rất là vất vả, làm trong cỡ khoảng gần 3 năm. Thì cũng phải ghi nhận cái đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông và quản lý nhà nước. Thậm chí chúng ta đã dùng đến một cái mức ấy, tức là tổ chức thanh tra toàn diện và có công văn nhắc nhở trực tiếp ký tên từng người chủ tịch tổng giám đốc của các doanh nghiệp viễn thông. Tôi ký 2 lần rồi. Và quy định là ký lần thứ 3 để xem xét trách nhiệm của tổng giám đốc và chủ tịch các cái công ty này. Thì biện pháp rất là mạnh mẽ. Thì khi cơ sở dữ liệu quốc gia mà dân cư mà ra đời thì đang tổ chức đối soát. Nhưng đến cái bước, đến xong cái bước thứ 2 thì nó lại nảy sinh một cái bước thứ 3 là cái chuyện câu chuyện xin chính chủ mà như tôi vừa nói, thì lại phải làm bước thứ 3 nữa. Thì tôi nghĩ rằng là cuộc sống nó diễn biến, thì làm việc A lại nảy sinh việc B rồi mình lại làm tiếp. Thế còn tất nhiên thì nó chậm, nó còn tồn tại. Thì đã dính đến những việc này, đã tồn tại mà người dân còn bức xúc, còn nhức nhối, thì hiển nhiên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông đứng đầu lĩnh vực này là phải sẽ nhận được trách nhiệm và tiếp tục cố gắng. Ý thứ hai của đại biểu là cơ sở dữ liệu dân cư. Thì đúng là chuyển đổi số là để bỏ tờ giấy. Thì bây giờ mọi người nhìn thấy là cái chuyện mà cơ sở căn cước công dân ra, bây giờ bỏ hộ khẩu giấy. Đấy là lần đầu chúng ta làm. Rồi nó cũng có rất nhiều những cái vấn đề mà nó phát sinh trục trặc. Thì chúng ta trục trặc chúng ta xử lý thôi. Tôi thì tôi nghĩ bình thường thôi, không có vấn đề gì cả. Thế thì bây giờ kết nối. Đúng là bây giờ cơ sở dữ liệu dân cư kết nối thì mới được có đến 30 trên 90 các cái bộ, ngành và địa phương. Thế một trong những cái lý do thì Bộ Công an yêu cầu rất khắt khe là các cái hệ thống công nghệ thông tin của 60 cái bộ ngành địa phương ấy còn lại ấy, là phải đảm bảo cái an toàn thông tin thì kết nối thì mới cho kết nối. Thì hiện nay Bộ Thông tin Truyền thông đang chỉ đạo hướng dẫn rất là mạnh mẽ để cho 60 cái cơ quan đấy là sẵn sàng về mặt an toàn thông tin để kết nối. Đại biểu Đoàn Thị Kiều Đắk Nông thì có nói đến cái chuyện là cái công nghệ thông tin cho dân tộc thiểu số miền núi. Thì đúng là những cái chỗ này là chỗ khó, thì tôi cũng đã nói nhiều lần về cái chuyện khó thì doanh nghiệp họ không làm, nhưng doanh nghiệp họ lại bỏ tiền ra thành cái quỹ và xong đó dùng cái quỹ để làm. Cái giải pháp mà tôi nghĩ vẫn căn cơ trước đây thì chúng ta vẫn phải đưa đến tận nơi, đưa đến xã rồi đưa đến thôn bản, thì tôi nghĩ thực sự ấy là tốn kém, cũng khó khăn nữa. Thì hiện nay chúng ta đang đi theo cái hướng ấy, tức là hãy cho bà con cái phương tiện tiếp cận. Tiếp cận đầu tiên là có sóng, mà phải là sóng 3G, 4G. Cái thứ hai nữa ấy, tức là bà con phải có phương tiện. Tức ít nhất là phải có cái smartphone, có cái điện thoại thông minh. Thì trong cái chương trình mà viễn thông công ích từ nay đến 2025 thì có dành ra là 400.000 cái máy smartphone để hỗ trợ cho bà con. Thì tôi nghĩ cũng có thể còn nhiều hơn nữa. Thì bây giờ quan trọng nhất ý, là chính quyền địa phương phải thống kê được bao nhiêu hộ gia đình, bao nhiêu bà con, chỗ nào lõm sóng, chỗ nào mà chưa có cái phương tiện đấy. Thực sự mà nói thì Bộ Thông tin Truyền thông cũng không đủ sức để đi đến tất cả các thôn bản. Bây giờ chỉ trông mong vào địa phương thôi. Và chúng tôi rất mong muốn là báo cáo đầy đủ thông qua Sở Thông tin Truyền thông để tổng hợp bức tranh. Tôi nhắc lại một lần nữa là chúng ta có đủ ngân sách để làm việc này. Cả ngân sách trung ương và cả ngân sách của các cái quỹ ngoài ngân sách. Chúng ta lại còn nữa là còn 400.000 cái máy iPad cho các em học sinh mà chúng ta chưa triển khai. Tức là chúng ta còn hai cái cộng lại là 800.000. Mà mục tiêu là mỗi gia đình ít nhất có một cái. Trong gia đình có thể dùng chung cũng được, sử dụng dịch vụ công lên sàn rồi mà mua bán vân vân. Thì cái mà chúng tôi nghĩ là cái giải pháp mà nó lâu dài căn cơ vẫn chính là cái cách này.
tức là cho bà con mình ở vùng đấy tiếp cận. Và khi đã tiếp cận được rồi thì nó đầy đủ thông tin, đầy đủ nội dung, học tập này có này, y tế có này, mua bán có này, bán hàng có này. Quan trọng nhất là cái tiếp cận. Đại biểu Nguyễn Anh Chí thì tôi rất đồng ý với anh Chí, là đại biểu Nguyễn Anh Chí ở Hà Nội. Tức là câu chuyện văn hóa mạng là cái câu chuyện nó rất là rộng và nó rất là nhiều việc phải làm. Thì cái mà cái bộ quy tắc ứng xử thì chúng ta ban ra là ban cho cái cơ quan công quyền, tức là cơ quan quản nhà nước. Nhưng trong đấy cũng có một cái phần nói rằng là ngoài cái hệ thống trị, ngoài cái cơ quan nhà nước thì các cái tổ chức khác có thể coi đây là một cái mẫu tham khảo để mà có thể xây dựng cái hệ thống, xây dựng cái bộ quy tắc ứng xử của mình. Và tôi rất đồng ý với lại đại biểu Nguyễn Anh Chí là chúng ta phải triển khai rộng, thật rộng rãi, nó phải ngấm vào từng gia đình, từng tế bào xã hội, từng người dân. Và một trong những cái cách tốt nhất là dùng các nền tảng số để đào tạo kỹ năng cơ bản, đào tạo văn hóa và đưa vào trong nhà trường. Đại biểu Lê Hoàng Anh ở Gia Lai thì ở đoàn Lê Hoàng Anh ở Gia Lai thì báo hóa tạp chí, thế rồi livestream chậm, thế rồi trách nhiệm, rồi có xử lý cá nhân không? Thực ra báo hóa tạp chí thì khi chúng ta mà ra cái luật báo chí cũng không chưa có cái khái niệm đấy. Trong đấy thì có đề cập đến tạp chí và báo. Và cái phần mà viết về tạp chí thì cũng chỉ viết là chuyên ngành và định kỳ. Thế nhưng mà khi mà tạp chí lên môi trường số thì mình làm định kỳ cũng khó phết đấy. Nó khác. Tức là có những cái diễn biến mà khi nó đi vào cuộc sống rồi nó mới nảy sinh. Và lúc đấy chúng ta mới ứng xử. Thế thì ứng xử như thế có chậm không? Thì cũng là chậm. Tức là đến tận là năm 2022 thì Bộ Thông tin Truyền thông mới ban hành và công khai bộ nhận dạng thế nào là báo hóa tạp chí. Thế nhưng mà thực sự mà nói là nó cũng có cái diễn biến cuộc sống, lúc đấy nó mới chín, lúc đấy mới nhìn thấy, lúc đấy mới thấy tường minh và lúc đấy mới công bố được và bắt đầu bắt tay vào xử lý. Thế còn chậm không thì so với lại cái mong muốn của chúng ta thì chắc chắn là chậm rồi. Bây giờ mang cái đấy là xử lý trách nhiệm của các cái đơn vị ở trong bộ. Ví dụ như là cục báo chí chẳng hạn, các đơn vị cá nhân trong đấy thì thực sự cũng là một cái điểm khó với chính ông bộ trưởng. Thì tôi cũng xin nhận cái trách nhiệm này. Và tôi nghĩ là tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chính. Thì cũng mong các đại biểu là thông cảm cho cái chuyện là cuộc sống diễn biến. Và chúng ta khi mà quản lý nhà nước là cũng phải tường minh rồi, rõ rồi. Tổng Bí thư thì nói rồi, cái gì chín rồi, rõ rồi, đồng thuận rồi thì mới đưa vào luật. Còn những cái gì mà mình đi chưa rõ thì lại thí điểm, lại xem xét, cân nhắc. Nó có một cái quản lý nhà nước là thế này, quản lý nhà nước nó phải chắc tay thì mới làm được. Quản lý nhà nước mà chưa chắc tay là rất khó làm. Khi mà Nguyễn Phương Hằng livestream thì lúc đấy chúng ta chưa có, chúng nó là một cái công nghệ hoàn toàn mới luôn, tất cả các thể chế của chúng ta là chưa có một cái quy định về việc này, thì chúng ta vùng những hình thức khác để chúng ta xử lý phạt hành chính và sau đó chuyển cơ quan. Và bây giờ chúng ta đưa vào luật, đưa vào nghị định thì chắc chắn là chúng ta xử lý rất là gọn gàng, quy định rất là rõ như tôi vừa nói. Thế còn có chuyện là có tiền thì làm, không có tiền thì không làm không. Đến giờ đến đây thì tôi có thể khẳng định rằng các cơ quan của Bộ Thông tin Truyền thông không có việc này. Còn nếu mà giả sử có thể có mà tôi không biết, nhưng mà tôi tự tin nói rằng không có việc này. Không có cái chuyện chúng ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa mà lại có cái việc là có tiền thì xử lý, không có tiền thì không xử lý. Tôi nghĩ không có việc này trong chế độ của chúng ta. Xin hết.